Các bạn hãy trở lại video tiếp theo của mình nha. Ok, thì có một giải đấu Champions đã diễn ra rồi đúng không các bạn? Đấy, Champions đấy, hôm nay mình sẽ đánh nha bạn nhá. Đầu ra một ít kim cương ra đánh cho bạn xem. Đánh Champions này mình không quan trọng nhận đến ván cuối cùng. Mình chỉ đánh gọi vui thôi bạn ơi. Chứ còn đám đến ván cuối cùng mình chả mơ ước gì. Bởi vì cái cảm giác như là một trận thiên đường người ta khó có thể chinh phục nổi. Ok, tiến với giải đấu này nha bạn nha. Có rất nhiều sự tham gia của rất nhiều tổ chức khác nhau. Ok, thì hôm nay mình sẽ đầu tư 10 kim cương nào. Đó. Deck. Ok. Vẫn là cái deck ngày nào xem nào. Zone 1 bắt đầu. Mình sẽ đánh zone 1 nha bạn nha. Ôi, được hai tin nhắn nè, trời ơi, Master 2. Bạn này Master 2 nè bạn ơi, chết rồi, mở đầu bạn này đã có giảm mana, hỏng em rồi. Không những thế đâu mà bạn này cũng rất nguy hiểm ở nhiều khía cạnh. Nhưng đối với một con như thế này, làm sao mà chống đỡ được. Các bạn con băng cấp 7 này, làm sao mà chống đỡ được. Nếu mà bạn thích vậy thì mình sẽ chiều bạn thôi. Nếu bạn thích được vậy. Trường hợp anh em ơi, mình có băng rồi, may quá bạn ơi. Nếu bạn này có dùng cái gì thì mình không phải lo nữa nha. Bây giờ mình cứ phải công thành mạnh lên đã. Cái điểm yếu của mình giờ chơi công thành thôi. Không tăng nắm đấm được ngày đêm bạn ơi. Win rồi bạn ơi, win rồi, win rồi. Ván mở đầu của mình rất là thuận lợi nữa nha. Giờ đến ván thứ hai của bạn nha, đánh luôn. KKK, trời ơi, 1000 mai đức, mấy bạn này xin toàn cái con quý quái gì này. Xin toàn cân đồng. Đó, cân đồng ấy cũng khá là mạnh mà. Rất là, cũng rất hợp lý với nhiều bạn nào mà thích chơi cái gì đó, một deck số deck nào đó. Đây, tất cả đều thành cấp 9 như nhau. Mình quên mất không để ý bạn này là master hay là master đây mình không rõ. Nhưng mà mình cứ phải cố gắng nhận nha, cố gắng đánh thôi. Chứ không bỏ cuộc sớm như vậy được. Bạn này chơi quân thì đổi chỗ à? Quân đội chỗ à, ok, xem bạn này xem đội chỗ kiểu gì. Bạn này thua rồi, quân này đen quá cho bạn rồi. Mình sẽ bè đây bạn nha, không có một con nào có thể lọt qua được. Không cho bạn ấy có, nghĩa là không cho bạn ấy có thần chết. Nếu mà xác định bạn này chơi thần chết thì không phải lo nha bạn nha. Xác định cái này mà bạn ấy chơi thần chết á, bạn này thua mình nha bạn nha. May số mình lại may mắn lại không nào chết đòn các bạn. Ván này của mình sẽ được cái dương vàng này bạn ơi. Kiếm thêm một ít vàng cái dương của Master 1 này. Toàn nhầm rồi. Thế rồi bạn này chơi quân khả năng xương rất cao bạn ơi. Nguy hiểm các bạn. Nếu mà chơi xương thì rất nguy hiểm luôn. Vệ sĩ Holo cần ai, bạn này chơi cả giảm mana nữa, rất nguy hiểm. Mình thấy có vẻ diễn biến xấu rồi đấy bạn, nhưng mà không sao. Bạn này định chơi Viper Roamer. Nguy cơ bạn này gọi rồng ra rất cao bạn ơi. Chúng ta không thể để như thế này được. Chúng ta phải công thành bằng mọi giá. Nghĩ sao về cái pha nắm đấm này đúng không các bạn? Chết rồi. Nghĩ sao? Win rồi bạn ơi. Win rồi. Ôi mày các bạn ơi. Tí thua kìa. Hot team mà ạ, hot team đấy, đừng có đùa, không phải đùa đâu. Được hai thẻ và một kiếm được 195 vàng bạn ơi. Deck 4 nào. Mình sẽ đánh với cái màn 4 nhấp là MR Happy.
Cảm giác nó hồi hộp sao bạn ạ. Bạn này lại chơi con này rồi, chết mình rồi. Không sao bạn ơi, có băng giải quyết rồi. Không nên cho holo gần này đây, rất nguy hiểm. Chết rồi, bán này mình thua rồi. Đã vậy thì nắm đấm rồi chứ không còn cách nào nữa. Thua rồi bạn ơi. Bạn này chơi quân cả Joker nữa. Đấy, em đèn lắm. Đặt kim cương lắm, không hồi đâu bạn ơi. Ván thứ 4 rồi, hồi bây giờ phải hơn 100 kim cương, không phải chuyện đùa. Đấy, 90 kim cương ạ. Thôi thôi thôi, đi về úp luôn. Thôi mình giờ mình đi đánh cúp bạn. Đánh cúp lấy 2 ván nữa. Xong rồi còn đấy bạn, bạn Dương xem có được cái gì không. 2 ván nữa thực sự cũng rất là khó khăn luôn chứ không phải là đơn giản đâu. Hôm nay mình thấy một số bạn đánh đến tận màn cao lắm cơ. Mà cũng không sao đúng không bạn. Đánh ngày phải có thắng có thua rồi bạn ạ. Không thể nào mà chúng ta có thể may mắn đâu. Vấn đề nó có nghĩa là phụ thuộc vào may mắn một chút thôi bạn ạ. Còn lại là vẫn do hên xui. Kêu quen nha. Con này của bạn level 6 khỏe thế trời. Bạn chơi cái gì mà khỏe thế. Búng nhẹ nhàng một cái là mình khả năng bốc hơi cái rất là cao bạn ơi. Nhưng mà không sao, với cái tình thế như này là mình rất là may mắn rồi. Gần tới nơi đấy bạn ơi, sợ rồi. Chứ mình công thành các bạn ạ. Công thành cái này đấy rồi, tỷ lệ win rất là cao rồi. Chết chứ còn, ôi dồi ôi, xui thế, chết. Win rồi bạn ơi. May quá. Vắng cuối đấy, em còn mở lương, em còn mở lương, em còn mở lương. Em còn mở dương, em còn mở lương. Mở dương. Level 10 luôn, quá khủng khiếp bạn ơi. Khủng khiếp luôn ý. Thực sự quá khủng khiếp luôn. Mình sẽ đợi một tí lấy 12 con xương bạn ơi. 12 xương rồi, xuất bị. Đấy, chắc chắn 3 con này sẽ giết chết thần chết. Còn chết còn chả chết kìa, đau lòng quá. Anh xương của mình anh hùng lắm. Đây rồi, có đoàn phá nhân thạch gặp tuyệt vời luôn này bạn ơi. Không có phá nhân thạch rồi, sao phải chịu quá. Mình sẽ thả mình dưới thôi bạn nha, chua thì thôi. Thua thì thôi. Mình sẽ phải khai hỏa hết mình luôn. Chết chưa? Nhớ cấp 11 mạnh quá, đánh sao nổi. Nào, lại đi nào. Ván nữa để mở dương nào bạn ơi. Lại đi nào, cố gắng lên nào. 12, lần này còn gặp đối thủ áp búa hơn cơ. Áp bú thế thì đánh sao được. Mình sẽ đánh con dọc cơ nhỏ nhá. Thôi
Em ra đi không một câu từ biệt. Đã bị bạn này cướp luôn chiến binh vệ sĩ của mình rồi. Không được đâu bạn ơi, bắn đánh đau quá, đánh rất là giáp luôn đó. Pháo mê tô của mình, một sức mạnh không có gì là yếu quá, nhưng mà cũng đủ khả năng để đối thủ choáng ngợp luôn mà. Không những cay đâu mà còn cú luôn á. Xương đâu, 10 con xương anh hùng. Thua rồi. Cấp 12 thì làm sao mà đánh được dở. Master 3 lại cấp 12 ạ. Mấy bạn cấp 12 này ơi, xem đi ẩn đi. Nghĩa ra Master đi. Cái này chết em rồi. Em còn gặp đối thủ này, em đánh làm sao cho được. Đánh rồi đây. Cứ đánh đi, đánh hết mình đi. Mày gì mày có cấp 13 bạn ơi. Bạn này chả muốn dùng viên để nâng ấy, bạn ấy thừa lên. Quân bạn này nhìn mạnh lắm. Holo cần ai. Tiếp tục 10 con xương nữa. Hốt cái đấy kìa. Chủ yếu mình công thành bạn ơi. Mình có phá vào ngon ra này này. Good game. Này thì Feel My Code Legendary level 5 mà đã mắc luôn rồi. Không nhận tin được luôn, Legendary mắc luôn ạ. Ok bây giờ mình sẽ mở luôn giày nha bạn nha. Được, được. Được có 22 thẻ đấy bạn ơi. Buồn, đó là một sự thật luôn đấy bạn, sự thật rất là phũ phàng. Được có như vậy thôi, không một gì. Legendary bạn này level 5 thực sự quá ghê luôn, khủng khiếp. À level 4, doping thì mới lên level 5. Dìu với level 12, ô bạn này chắc yếu thế. Ai đây, huy lớn, ai đây. Bạn này dòng level 6 à, bạn này doping này, dòng level 5 mà. Rồi bạn. Thôi rồi nha. Clip mình đánh champion xin dừng tại đây nha, và đánh cúp. Mình đã mở dương rồi nhưng mà không được epic bạn ơi. Nếu bạn thấy clip này mình hay cho mình một like, một kênh và chia sẻ giúp mình nhá. Cùng là người Việt Nam thôi bạn ơi, tặng giúp mình một like là được rồi nha bạn nhỉ. Ok, hẹn gặp lại bạn clip tiếp theo nhé.